Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn do Đam Bí Tưởng Truyện thực hiện tập 5. Mưa từ từ nhỏ dần, Lộ Kha Đồng ôm Phí Nguyên không buông tay, đắm chìm trong cảm xúc. Chờ trời bắt đầu sẩm tối, Phí Nguyên vô vô lưng cậu nói: "Còn nhiều thời gian, hôm nay tới đây thôi." Kha Đồng buông tay ra, lùi lại một bước, bấy giờ mới phát hiện Phí Nguyên ôm mình ấm áp tới nhường nào. Cậu phủ áo khoác đồng phục lên người của Phí Nguyên, đoạn nhét dù vào tay của cậu. "Sao cứng đầu thế?" Kha Đồng nói. "Dù này em tặng cho anh, ý nghĩa cũng như là phao bơi anh tặng cho em. Thấy dù phải nhớ tới em, rảnh rỗi phải lấy ra lau, không được cho người khác mượn." "Biết rồi." Phí Nguyên đóng dù lại, nổ máy quay đầu chạy đi. Dọc đường nhìn không được muốn cười. Thì ra cây non đem phao bơi như tín vật định tình. Kha Đồng chạy về nhà mừng rỡ như điên. Mẹ cậu lo lắng đứng ở cổng trông ngóng, thấy Kha Đồng trở về thì vội vàng vào bếp hâm canh. "Lộ Lộ, đi tắm nước ấm rồi thay quần áo đi, có cơm ăn ngay đây." "Hôm nay con phải ăn 3 chén cơm." Kha Đồng chạy lên lầu, hát hò tắm rửa một phen. Tắm xong mặc bộ đồ ngủ cổ lại vải thun, nằm sấp trên giường ôm phao bơi, bắt đầu lăn lộn. "Lộ Lộ, đi theo anh." "Hôm nay đo chưa? Có cao lên chưa?" "Chưa thì chưa vậy." "Kha Đồng, sau này không được hối hận đâu đấy." "Hôm nay ngoan quá, anh mềm lòng." Mẹ của cậu lên lầu gọi cậu xuống ăn cơm, đẩy cửa hỏi: "Lẩm bẩm gì thế?" Học bài á?" Kha Đồng đọc tới mặt mày đỏ bừng, sau đó tung tăng chạy xuống ăn cơm. Thì ra không phải là nói quá, cậu thực sự ăn 3 chén cơm. Bởi vì thực sự buổi trưa quá buồn nên không có ăn uống gì nhiều. Lúc Phí Nguyên về tới nhà thì mưa đã tạnh. Sau khi dừng xe, cậu tìm một tấm che mưa phủ lên xe. Lầm dù trầu đã nấu sẵn cơm, bà vén màn nhìn ra ngoài mít, làm mẹ cứ gọi là no lát lòng. "Ôi trời, ướt nhẹp hết rồi, mẹ lại phải đi giặt quần áo." Phí Nguyên thay đồ ăn cơm, Phí Đắc An rót rượu cho mình hỏi Phí Nguyên có muốn uống một cốc không. Lầm dù trầu có đầu nói: "Uống gì mà uống, suốt ngày toàn giải hư nó." "Cá này ăn ngon thật." Phí Nguyên chèn vào một câu. Mẹ cậu lập tức tắt lửa, gắp một miếng cá lớn vào chén Phí Nguyên nói: "Phải ngon chứ sao, không nhìn mẹ là ai nấu. Qua đây, ăn nhiều chút đi." Cơm nước xong, mẹ cậu vào phòng Phí Nguyên lấy quần áo đem giặt. Mấy món ngâm nước chất chống một chỗ, ước chừng phải nặng 5 ký. Cặp cũng ướt, Phí Nguyên lấy sách vở ra phơi đặt hết lên bàn. "Đây là dù nhà mình hả? Sao toàn hoa không vậy? Lại là con bé kia tặng hả?" Phí Nguyên cúi đầu nở nụ cười nói: "Lại là con trai tặng." "Mày vẫn chưa chịu thôi hả? Mẹ cậu đem quần áo đi, ngày mai không được lái xe máy, đất trơn đất nguy hiểm, có nghe không?" "Nghe rồi." Phí Nguyên mở sách ra, có chút sầu não. "Không lái xe máy thì phải đạp xe đưa cây non về nhà, vậy chắc mệt quá." Trong nhóm chat lại bắt đầu rần rần, Kha Đồng im thin thít. Tối hôm qua hệt như là cỏ dại hồi sinh, mùa xuân bắt đầu hắt xì. 100 đồng cảm ơn cuộc đời, 100 đồng cảm ơn số phận, 100 đồng nhà họ Lộ có tiền, 100 đồng Lộ Lộ đốt tiền. Mọi người vui muốn chết, đùa nhau hỏi sao đột nhiên cậu lại đốt tiền như thế. Lộ Kha Đồng ném bài tập không thèm làm, nằm ở đó cười khúc khích. Cười xong không biết trả lời thế nào, dứt khoát phát cho mỗi người 100 lì xì qua WeChat. 100 đồng, Phí Nguyên đẹp trai nhất. Nhìn tin nhắn, Phí Nguyên cảm thấy hơi bị oài, lo rằng Lộ Kha Đồng sẽ nghịch ngợm cả đêm không chịu ngủ. Cậu thì hơi buồn ngủ rồi, đang định tắt máy lên giường, Kha Đồng gửi riêng cho cậu 100 trái tim. Một mảnh tim hồng trên màn hình có thể đập mù mắt. Thật ra Kha Đồng gửi xong cũng thấy ngại, chẳng xúc tích gì cả. Nhân lúc Phí Nguyên chưa trả lời, Kha Đồng vội vàng gửi thêm câu: "Ngày mai gặp." Gần như cùng lúc đó, Phí Nguyên gửi lại cho cậu một trái tim. Cảm giác thật là vui quá đi. Sáng sớm, Phí Đắc An ra đầu hẻm mua điểm tâm, một tay bưng nồi, một tay xách bánh quẩy. Mẹ của Phí Nguyên thì chải đầu kẻ lông mày xong, thấy chồng mình về thì nhắc nhở:
Đậu hũ sốt tương phải ăn kèm bánh đường, một mặn một ngọt mới ngon. Ông chẳng nhớ gì cả. Bánh đường rán hơi ít, cháu trai ông Mạnh đứng trước mua hết rồi, bà ráng ăn đi. Đang nói Thẩm Đa Ý bước vào, bọn họ thấy cái bánh đường. Chú ơi, chú vừa đi đã rán tiếp nè, nhưng chỉ có 3 cái thôi, chắc không đủ rồi. Ôi, đủ rồi, đủ rồi, chúng ta ăn chung đi, cả một nồi đậu hũ sốt tương trong này. Dạ, thôi à, ông còn có nấu cháo. Thẩm Đa Ý cũng cười, nhìn sang hướng phòng ngủ, trước khi đi còn hỏi, Phí Nguyên chưa dạy hả gì, coi chừng tới muộn. Ừ, chắc đang sửa soạn. Sau khi dọn chén ra bàn, mẹ của cậu vào gọi Phí Nguyên dậy. Bà của cậu thì đã ăn trước, vào phòng phát hiện Phí Nguyên còn nằm lì trên giường. Lâm Du Châu đi tới vỗ chăn. Sao còn chưa dậy nữa, biết mấy giờ được không? Phí Nguyên cau mày cũng hừ một tiếng, tiếp tục ngủ. Mẹ cậu thấy không ổn bèn đưa tay sờ thử, quả nhiên là bị sốt rồi. Bà vội vã tìm nhiệt kế và thuốc gọi Phí Đắc An. Con cha bị sốt nhất định là do hôm qua dầm mưa, ông gọi cho thầy nó xin nghỉ đi. Phí Đắc An bình tĩnh như thường, gọi điện thoại xong lại nói, tối qua nếu uống cốc rượu ấm thì đã không sốt rồi. Ông im miệng đi. Lâm Du Châu cho Phí Nguyên uống thuốc, sau đó kéo chăn lên đắp cho cậu dặn dò. Ra mồ hôi ngủ một giấc đi, mẹ với ba mày đi làm, ngủ dậy nếu còn khó chịu thì gọi điện thoại cho ba mẹ. Nghe tiếng động trước khi đi học, Thẩm Đa Ý qua xem thử, Phí Nguyên mở mắt ra nói, mấy giờ rồi mà chưa đi? Sau khi tới trường, Kha Đồng tới xem chiếc xe đạp đáng thương của mình trước, bên cạnh không có xe máy, chứng tỏ Phí Nguyên vẫn chưa tới. Cậu tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, muốn đợi Phí Nguyên tới rồi cùng nhau vào trường. Ăn xong một chén lẩu ô đen, chỉ mất 10 phút, đợi thêm nữa thì sẽ muộn mất. Kha Đồng đắn đo do dự, nhưng lại nghĩ tới muộn thì cùng nhau muộn, không sao cả. Đang nhẩm tính bỗng nhiên có người gọi cậu một tiếng. Lộ Kha Đồng, sao còn chưa vào nữa, chạy nhanh lên cho tôi. Thầy chủ nhiệm đứng đối diện rống to, Kha Đồng sợ tới mức lập tức chạy vội vào trường. Giờ học buổi sáng Phí Nguyên vẫn không tới, chờ khi vào tiết Phí Nguyên vẫn không tới. Sao mấy ngày đầu tiên thì đã yêu xa rồi. Cuối cùng cũng nhìn được tới buổi trưa tan học, Kha Đồng kế quán ăn mì gần trường, thế mà ăn không hết phần mì gà xé măng khô. Đang lề mề ăn, điện thoại di động thình lình reo lên như cứu mạng. Điện thoại vừa thông, Phí Nguyên hỏi, có phải sốt rồi lắm không? Sao anh tắt máy suốt buổi sáng vậy? Kha Đồng húp xì sụp cho hả giận, sao anh không tới trường, có phải anh hối hận không? Phí Nguyên hết biết nói gì. Nói linh tinh gì thế, sáng nay bị sốt. Kha Đồng tức thì ăn hết nổi, là hết đòi đi thăm, sống chết hỏi cho ra địa chỉ. Chờ buổi chiều lên lớp, cậu bày ra điều bộ như khó sinh, từ cắn tới môi trắng bệch. Sau khi xin thầy giáo cho nghỉ, Kha Đồng đeo cặp nhỏ đi thăm bệnh, dọc đường lấy đồ ăn là muốn mua. Từ tối hôm qua tới bây giờ, mới cặp bộ đã tốn hơn 800 đồng. Còn chưa tính tiền đầu tư nghe giảng trước đó nữa. Chú ơi, hẻm Lá Thu là hẻm thứ 6 phải không? Hỏi đường xong, Kha Đồng tiếp tục đi về phía trước. Lúc còn cách hơn 10 mét, cậu thấy Phí Nguyên khoanh tay đứng ở đầu hẻm chờ mình, còn uể oải tựa vào tường. Không mặc đồng phục, càng mẹ nó đẹp trai, chân dài như vậy nè, vai rộng như vậy nè, mặt bảnh như vậy nè, điểm chết người lại còn thích mình nữa chứ. Kha Đồng chạy tới suýt chút nữa nhào đầu vào người Phí Nguyên. Phí Nguyên nhận túi trên tay sau đó dẫn cậu về nhà. Ông Thẩm nằm trên ghế trong sân nghỉ ngơi, Kha Đồng khép nép nói chào ông, đoàn lấy ra một hộp dâu tây trong túi nói, ông ơi, mời ông ăn dâu tây. Cảm ơn anh bạn nhỏ, già rồi, sợ lạnh. Kha Đồng hơi xấu hổ, Phí Nguyên nói, ông cắt đi, chờ Đa Ý về rồi ăn. Ừ, chờ Đa. Lộ Kha Đồng sững sờ tại chỗ, ba cái gì, Đa Ý, Thẩm Đa Ý và Phí Nguyên sống chung một mảnh sân. Sao ảo diệu quá vậy? Rầu rĩ vào phòng, không cách nào mở lời hỏi được, bởi vì theo lý cậu hẳn là nên không quen Thẩm Đa Ý mới đúng. Phí Nguyên đặt túi lên bàn, lấy đồ ăn bên trong ra hỏi, mua gì thế? Lộ Kha Đồng lấy lại tinh thần, nhủ thầm thôi kệ nó, dù sao trước khi tan học mình cũng về rồi.
Anh ăn không? Cậu ngồi xuống bên cạnh, mở hộp trong đó lấy ra một cái bánh cho Phí Nguyên. Bánh bà xá này mới làm vừa ngon nè, còn nóng nè. Phí Nguyên há miệng cắn ăn xong nói, bà xá mua bánh ăn ngon thật. Hai mắt của Kha Đồng sáng lên, cậu tức tốc mở ra một hộp khác. Anh nếm thử đi, cái này là bánh ông xá nè. Phí Nguyên nhéo má cậu ăn xong nói, ông xá cảm thấy cái này cũng tạm được. Gì vậy nha, bắt nạt người ta. Trong lòng Lô Kha Đồng khoái muốn chết, khoái xong thì lại rầu rĩ chống cằm, rốt cuộc nhìn không được hỏi, cháu của ông kia là ai vậy, hai người thân lắm hả? Phí Nguyên không để ý, bà nội khố của anh, có phải cái loại hai sườn cắm tao vì nhau không? Hỏi xong Lô Kha Đồng cũng cảm thấy hơi dư, cậu cũng có thể hai sườn cắm dao vì lạc dân mà, vì vậy lại bổ sung một câu, anh có thể hai sườn cắm dao vì em không? Ra bầu ấy. Phí Nguyên kéo Kha Đồng lại gần, kề môi vào tai cậu. Anh em với nhau mới là hai sườn cắm dao, chúng ta là anh em hả? Kha Đồng lắc đầu, cười khúc khích mấy tiếng ngẩng đầu hỏi, vậy chúng ta cắm chỗ nào đây? Phí Nguyên cúi đầu hôn cậu, mà sát tới môi cậu đỏ bừng, xong lại hung tợn nói, Kha Đồng, em có hiểu chuyện không vậy? Đợi tới 4 giờ, Kha Đồng đeo cặp chuẩn bị về nhà. Bên ngoài gió bắt đầu thổi, cậu sợ Phí Nguyên hứng gió xé sốt nớ lên không cho tiến. Vẫy tay ra khỏi cửa sân, cậu men theo chân tường đi ra ngoài. Kha Đồng cúi đầu không nhìn đường, phía trước đột nhiên vang lên tiếng chuông xe đạp. Do có nước đọng trên mặt đường trở nên chật hẹp, một chiếc xe đạp chạy thật nhanh tới đây, vừa định tránh ra thì két một tiếng dừng lại. Thẩm Đa Ý cúp tiết tự học trở về thăm Phí Nguyên, kết quả suýt đụng phải người ta. Vừa nhìn kỹ thì sửng sốt, hôm đó đi chung với Khưu Lạc Dân ở khách sạn Quốc Tân là người này chứ ai, sao lại trùng hợp thế? Lầu Kha Đồng nắm quai cặp muốn chuẩn cho nhanh, lúc này Thẩm Đa Ý bỗng kêu lên, Phí Nguyên, sao cậu lại ra đây? Xoay người thì thấy Phí Nguyên đứng ở cửa sân, Kha Đồng rầu tới nỗi nhớ mẹ luôn. Phí Nguyên đi tới choảng vai cậu nói, đây là Thẩm Đa Ý, bà nỗi khổ của anh, đây là Kha Đồng, người yêu của tôi. Kha Đồng không dám nhìn thẳng vào mắt, Thẩm Đa Ý cũng không dám nhìn sang Phí Nguyên, đây sẽ lập tức trở thành hiện trường đối chất cỡ lớn, thật đúng là mẹ nó thật là ảo diệu. Phí Nguyên, cậu vừa nói gì vậy? Thẩm Đa Ý không thể tin nổi, cứ tưởng chỉ tình cờ xui xẻo gặp phải cậu bạn họ Lồ này, thế mà Phí Nguyên lại nói họ Lồ là người yêu của mình, Phí Nguyên thích con trai. Tim của Kha Đồng lại bắt đầu đập loạn xạ, cậu chưa từng nghĩ ra nên giả chết hay đánh đòn phủ đầu trước, chỉ biết ngơ ngác há to miệng, hệt như một đứa bại não. Chỉ là địch không đồng ta, ta cũng không tốt, dù sao Thẩm Đa Ý cũng chưa nói gì mà. Phí Nguyên trả lời, thì là vậy thôi. Nói đoạn vỗ vai Kha Đồng cúi đầu nói, em về đi, đừng cúi đầu đi đường. Kha Đồng như được đại xá, định bụng nhanh chân bỏ chạy, nào ngờ vừa xoay người muốn chạy, Thẩm Đa Ý ở phía sau nói, chờ đã. Mà người quan trọng làm sao chờ được, Kha Đồng vẫn xoay người lại, đứng thẳng lưng, nắm chặt quai, hỏi bằng giọng yếu xìu, làm chi nữa, muốn giữ mình lại ăn cơm hả? Mình chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Thẩm Đa Ý cười, ánh mắt lại càng toát lên, cậu chia tay với Khu Lạc Dân nhanh thế. Khu Lạc Dân, Phí Nguyên nhét tay vào túi quần hít mũi, chia tay. Không phải em, là anh sinh đôi của em, anh tên Lỗ Ngô Đồng. Lỗ Kha Đồng mếu máo nói bậy, nhìn nét mặt lạnh như tiền của Phí Nguyên thì lại nghẹn họng. Thật ra em và Khu Lạc Dân là bà nỗi khổ, hôm đó giả bộ thôi, chỉ là hiểu lầm, thật đó. Thẩm Đa Ý nói với Phí Nguyên, hai người họ tới Quốc Tân ăn cơm, Khu Lạc Dân còn gọi cậu ta là cục cưng. Phí Nguyên cười giận dữ, cục cưng. Lỗ Kha Đồng cảm thấy sức chiến đấu của mình đã về không, bởi vì vừa thấy Phí Nguyên mặt lạnh nhìn mình là cậu hết hơi ngay. Cái tên Thẩm Đa Ý chết tiệt còn chưa chịu ngậm miệng, tiếp tục hỏi, cậu có biết Lạc Dân bị đánh không? Biết mà còn muốn quen với Phí Nguyên, cậu có ý đồ gì? Kha Đồng phớt lờ bước lên ôm lấy Phí Nguyên hỏi, cho em hẻo câu này trước, anh có đánh em vỡ đầu không? Phí Nguyên kéo Kha Đồng ra, nói bằng giọng như dạy dỗ trẻ nhỏ,
Đứng ở đây nói không rõ ràng thì anh làm thật đấy, đừng tưởng là anh giả suông. Sửa vào cái gì chứ, anh bồi bạc quá đi, cái tên thẩm đa ý rác rưởi còn ra chiều xem kịch vui, tưởng mình là nam phụ còn cơ hội lên sàn chắc. Khả Đồng lùi về sau một bước, trừng mắt lườm thẩm đa ý. Mắc mớ gì tới cậu, cậu bớt châm ngòi đi. Nói xong nhìn về phía Phí Nguyên, sức chiến đấu lại bắt đầu khôi phục. Em và Khưu Lạc Sơn là bạn nối khố. Thế kỷ 21 ai mà không có bạn nối khố. Vì anh ấy em có thể hai sườn cắm dao. Anh đánh anh em của em vỡ đầu mà em còn thích anh hoang tưởng vừa thôi. Thẩm đa ý nhìn Phí Nguyên hỏi, cậu ta điên hả? Im miệng đi. Lẩu Khả Đồng gắn động cơ vào, còn chưa xình xịch xong lại chuyển xuống sang Phí Nguyên. Chỉ làm bộ kêu cục cưng tí thôi, có phải em bảo anh ấy gọi đâu. Anh không phục thì anh cũng gọi đi, anh mà gọi là em đáp liền đó. Nói xong thấy Phí Nguyên và Thẩm Đa Ý đứng chung một chỗ như đang xét xử mình, Khả Đồng bước tới đẩy hai người bọn họ ra rồi quát to. Đứng gần như vậy làm gì, chướng mắt hai người lắm rồi nha. Dứt lời lại lườm Thẩm Đa Ý. Chuyện của Phí Nguyên ai cần cậu lo, có phải cậu thích anh ấy không? Lườm Thẩm Đa Ý xong lại lườm Phí Nguyên phun tiếp một tràng. Em nhìn ra rồi, anh là người ngọn đèn kiếp trước của cậu ta, soi sáng nửa đời sau của cậu ta, còn là mùi nửa kiếp này của cậu ta, đốt cậu ta không còn manh giáp, em không chơi nữa. Phí Nguyên bị súng liên thanh của Kha Đồng bắn cho đứng hình, lẩu Kha Đồng chảy mất hút mà thiếu điều nôn ra một bụng máu. Thẩm Đa Ý cũng bị mang cho ngẩn ngơ, rõ ràng là họ lẩu gạt người trước, tại sao mình lại bị chửi ngược. Lỗ Kha Đồng chạy ra đường đón taxi, không quên quay đầu lại nhìn, xác định Phí Nguyên không có đuổi đánh mình, nhưng dù vậy cũng vẫn không được vui, ngay cả đuổi theo cũng không thèm, lẽ nào tình yêu của mình lại kết thúc chỉ trong trứng nước một ngày chứ? Tài xế hỏi đi đâu, cậu đó địa chỉ nhà, Khưu Lạc Dần. Lộ lộ tới rồi hả? Khưu Nhi cũng vừa mới về, con lên tìm nó đi. Mẹ của Khưu tốt bụng, quen thân với lại Kha Đồng. Lúc lên lầu, Lộ Kha Đồng do dự một lát rồi nói, dì hơi, hôm nay con không về nhà. Có vẻ như Lạc Dân cũng đang tìm đồ, cửa phòng mở toang hoác. Kha Đồng đi vào, đóng cửa lại, tựa vào cửa không nhúc nhích. Thấy cậu, Lạc Dân ngạc nhiên hỏi, sao sắc mặt khó coi như thế, cưng bị xong quy hả? Kha Đồng cũng chớp mắt tủi thân nói, Khưu Nhi, chúng ta là anh em tốt trọn đời đúng không? Nếu đúng thì em làm gì anh cũng phải tha thứ cho em nha. Lưu Khạc Dần nói, vậy thì không đúng. Ôi dào, cưng bị sao vậy? Qua đây qua đây. Khưu Lạc Dần với tay với lại Kha Đồng, cảm giác như phòng ngủ cũng bị nhiễm bầu không khí đứt gan đứt ruột này. Kha Đồng đi tới ngồi xuống bên giường nói nhỏ, Khưu Nhi, em đang cặp bồ với con trai. Lạc Dần sửng sốt, cái gì cơ? Em cặp bồ với Phí Nguyên. Lô Kha Đồng. Lạc Dân lại muốn nhổ gốc xương liễu, cậu chàng đứng lên đẩy Kha Đồng ngã xuống giường, chỉ vào Kha Đồng rống to. Ai cho phép cưng dùng cách này trả thù cho anh, cưng có bị ngu không? Anh mới là ngu đó. Lô Kha Đồng dứt khoát nằm xuống luôn, dù gì cậu cũng rất mệt. Mới đầu đúng là em muốn trả thù cho anh, nhưng sau đó cứ như hít thuốc phiện vậy, em thích anh thiệt rồi. Lạc Dân đau lòng khôn xiết, đoạn kéo Kha Đồng dậy hỏi, thằng đó chưa làm gì cưng chứ? Kha Đồng buồn náo lòng, buổi chiều còn ông xã bà xã với người ta, bây giờ chắc đang ngồi trong sân ăn dâu tây mình mua với lại thanh mai trúc má. Cậu ôm lấy Lạc Dân nói, sao 800 đồng của em quá, tức chết anh, cưng làm anh tức chết. Lạc Dân cũng muốn nói máu, thằng đó là kẻ thù không đội trời chung của anh mà cưng còn thích nó. Cưng đang nhận sạc làm cha đó có biết không? Ấy nhầm, nhận sạc làm chồng. Với lại cưng thích con trai sao? Quen nhau mười mấy năm, cưng thế mà lại thích con trai. Kha Đồng lại nằm vật xuống nhỏ giọng nói, thời đại khác thường nam nữ cũng thế thôi, anh cũng từng chọc thỏ trắng nhỏ còn gì, tại sao em lại không thể thuần phục một con sói? Con sói này hiện đang nằm trên ghế nhà ông Thẩm ăn dâu tây, vừa ăn vừa nhớ lại dáng vẻ bềm mét của Kha Đồng khi nãy. Vừa rồi mọi thứ diễn ra nhanh quá, khiến Phí Nguyên suýt thì quên cây non vốn là người giấu máy cải bên trong, nói xình xịch là xình xịch ngay. Xình xịch xong còn gieo phần có tài văn chương quá chứ. Rửa chén đĩa xong, Thẩm Đa Ý bác ghế ngồi bên cạnh ăn dâu tây với lại Phí Nguyên.
Anh mây trái rốt cuộc nhìn hết nổi, buồn bực hỏi: "Cậu thích cậu ta ở chỗ nào chứ?" Phí Nguyên nói: "Vừa ngốc vừa xinh, quá thú vị." Hôm sau, Kha Đồng không tới trường mà ngủ luôn ở nhà Lạc Dân. Cậu sợ đi học Phí Nguyên sẽ đánh mình, lại sợ Phí Nguyên đòi chia tay với mình. Lạc Dân trợn trắng mắt, thiếu điều tìm người khác phát triển tình anh em mới. Lớp trưởng nói: "Bộ cậu với Lộ Lộ thay phiên nhau nghỉ hả?" Nhìn chỗ ngồi trống không phía trước, Phí Nguyên không khỏi buồn cười. Xem ra hôm qua tên ngốc kia cố trống thôi, nếu không sao lại nhát gan tới mức không dám tới trường chứ. Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, bởi vì không thể nuông chiều tật xấu được. Buổi chiều tan học lấy xe máy, Phí Nguyên lái ngược về, tăng tốc suốt một đoạn đường. Lạc Sơn cũng không biết Kha Đồng về nhà chưa. 10 phút trước khi tan học đã dọn xong cặp sách, ngờ đâu thầy giải lố giờ, chờ khi thực sự tan học thì chuông đã reo hơn 10 phút. Lạc Sơn xách cặp rời khỏi phòng học, ra khỏi cổng trường, Lạc Sơn lập tức hối hận. Phí Nguyên khoanh tay, tựa vào xe máy, lười biếng nhìn Lạc Dân, lại con mẹ nó nhếch miệng cười nhạt. Lạc Dân hoảng sợ đi qua vài bước hỏi: "Mày muốn làm gì? Đầu tao mới vừa lành thôi." Phí Nguyên ném lon coca cho Lạc Dân nói: "Mời cậu uống nước, coi như huề nhau." Lạc Dân nhận lấy, trong lòng vẫn chưa tin lắm. Bấy giờ Phí Nguyên đột nhiên xắn tay áo lên, Lạc Dân thiếu điều muốn té xỉu. Lần đó trước khi ra tay cũng xắn tay áo như thế này, dường như cố ý hù dọa cậu. Phí Nguyên xắn xong thì lại không nhúc nhích nói: "Tôi cảm thấy anh em lên ra dáng anh em, chẳng hạn như cậu với Lộ Kha Đồng." "Đứng đây chờ để nói vậy thôi hả?" Lạc Dân đốt một câu: "Mày quản được chắc?" Phí Nguyên lại cười: "Dĩ nhiên sau này cậu ấy là do tôi quản."